cùng đến với phần dự thi của thí sinh Hoàng Lê Bảo Trâm đến từ lớp 13DHKT1A. Thưa quý vị, Bảo Trâm cao 1m62 với sơ đo 3 vòng 816286. Trong ngon cuộc sống, sống vô tư nhưng không khinh suất, vui tươi nhưng không ầm ĩ, can đảm nhưng không liều lĩnh, tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh. Và bạn ấy đang mặc trên mình trang phục của dân tộc Thái. Thưa quý vị, và ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Lê Vũ Hoàng My đến từ lớp du lịch khách sạn K14A1, và bạn đang dự thi với phần biểu diễn dân tộc Chăm. Bạn Hoàng My với chiều cao 1m68, số đo 3 vòng 826088. Và chấp có cuộc sống của bạn đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Và thí sinh tiếp theo sẽ cùng tiến ra sân khấu để thể hiện. Xin giới thiệu đến quý vị số báo danh 04, thí sinh Phan Thị Kim Hiền đến từ lớp 12 Đại học Tiếng Anh 1A. Và phần dự thi mà bạn đăng ký đó chính là dân tộc Khơ Nú. Thí sinh Kim Hiền với chiều cao 1m64, số đo 3 vòng 826290. Mất tiền là mất nhỏ, mất danh dự là mất lớn, mất tự tin là mất hết. Đó chính là trong vô cuộc sống của bạn Kim Hiền. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh mà số báo danh 05, Phạm Dư Quỳnh đến từ KT14A1. Và dân tộc bạn đăng ký là dân tộc Chăm Thái. Thưa quý vị, với số đo 1m64 và số đo 3 vòng 826088, và châm ngôn của cuộc sống của bạn đó chính là: cuộc đời này là món quà mà bạn dành cho mình, hãy mở nó ra. Thưa quý vị, mang số báo danh 07, trước mắt quý vị là thí sinh Nguyễn Thị Thảo đến từ lớp 14 Đại học Điều dưỡng 1A, và bạn đăng ký dự thi với phần thể hiện dân tộc Bà Thẻn. Hãy học khi người khác ngủ, trao rộng khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và bạn sẽ đạt được giấc mơ khi người khác ao ước. Và đó chính là trong vô cuộc sống của thí sinh mà số báo danh 07 Nguyễn Thị Thảo đến từ lớp 14DHDD1A. Thưa quý vị, và với chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 81, 58 và 88. Chia tay với thí sinh Nguyễn Thị Thảo, giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 08, Hồ Nguyệt Hằng đến từ lớp 13 Cao đẳng Khách sạn 1A. Thưa quý vị, với phần biểu diễn dự thi dân tộc Kinh, cao 1m72, thí sinh Hồ Nguyệt Hằng với số đo 3 vòng 816393, và châm ngôn cuộc sống của bạn: sống phải bước vượt qua chính mình.
Thưa quý vị, và trước mắt quý vị là thí sinh Lê Tôn Thúy Vi đến từ lớp điều dưỡng K14A3 và phần thể hiện dân tộc Tài. Thưa quý vị, thí sinh Thúy Vi cao 1m62 với sơ đo 3 vòng 826489, và trong ngôn cuộc sống của bạn đó chính là: tôi có thể vấp ngã nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Trần Thị Mỹ Hạnh đến từ lớp 14, điều dưỡng 1A và dân tộc đăng ký là dân tộc ED. Mỹ Hạnh cao 1m62, số đo 3 vòng 856289. Và trong ngôn cuộc sống của bạn đó chính là: bạn hãy cười mỗi sáng thức dậy, bởi vì đó là món ăn tinh thần vô giá mà cuộc sống đã mang tặng cho bạn trong một ngày mới. Thưa quý vị, và ngay giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại trên sân khấu là các phần dự thi của các thí sinh đơn nữ. Và chúng ta sẽ cùng nhau dành những tràng pháo tay thật lớn để chia tay các thí sinh đơn nữ trong phần dự thi trang phục dân tộc. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thi trang phục dân tộc của các bạn thí sinh đôi nam nữ. Thưa quý vị, và ngay giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón đôi thí sinh mang số báo danh 11 Lê Công Triệu Trường Giang và Phạm Thị Kiều Trang đến từ lớp văn phòng K14B1 với phần thể hiện dân tộc Khmer. Lê Công Triệu Trường Giang cao 1m70, Phạm Thị Kiều Trang cao 1m60. Và trong ngôn cuộc sống của đôi bạn đó chính là: đừng tự chôn vùi giá trị bản thân bằng cách so sánh với người khác, bởi đơn giản chúng ta phải khác nhau và ai cũng có sự khác biệt. Chia tay với thí sinh Lê Công Triệu Trường Giang và Phạm Thị Kiều Trang, chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 12 Nguyễn Hữu Kim Long và Tiểu Bì đến từ du lịch K14A1 và khách sạn K14A1 với dân tộc đăng ký là dân tộc Gia Rai. Thưa quý vị, thí sinh Hữu Kim Long cao 1m77 và thí sinh Tiểu My cao 1m60. Trong ngôn sống của đôi bạn đó chính là: sống đẹp, sống khỏe, sống có ích. Tiếp nối phần dự thi đôi nam nữ ngày hôm nay sẽ là phần xuất hiện của thí sinh mang số báo danh 13 Lê Văn Tiên và Nguyễn Thị Ánh Minh đến từ lớp cao đẳng lữ hành 1A. Và dân tộc các bạn lựa chọn là dân tộc Thái. Thưa quý vị, Văn Tiên cao 1m70, Ánh Minh cao 1m63. Phương châm của đôi bạn đó chính là: đừng tự chôn vùi những giá trị của bản thân, bởi nếu không thử thì ta không biết được mình có thể làm được gì.
Chia tay với thí sinh Văn Tiên và Anh Bình, chúng ta sẽ cùng đến với cặp thí sinh mang số báo danh 14, Trần Trung Nghiệp và Trần Thị Thúy Liễu, đến từ lớp 13 DHTA2A, và dân tộc các bạn lựa chọn là dân tộc Mèo. Trung Nghiệp cao 1m77 và Thúy Liễu bàn cao 1m60. Thưa quý vị, châm ngôn cuộc sống của đôi bạn đó chính là quãng gánh lo toan để vui cuộc sống, sống chậm lại, nghĩ khác đi và biết yêu thương nhiều hơn. Thưa quý vị, và đang chờ đợi để tiến ra sân khấu biểu diễn cho quý vị, đó chính là cặp thí sinh mang số báo danh 15, Lê Quang Thuận và Hờ Nheo Hờ Long, với phần biểu diễn dân tộc Mơ Nông. Thí sinh Quang Thuận cao 1m78 và thí sinh Hờ Nheo Hờ Long cao 1m62, với số đo 3 vòng 80, 60 và 88. Thưa quý vị, phương châm cuộc sống của đôi bạn đó chính là một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. Đừng bao giờ bỏ khi mọi thứ chưa kết thúc. Sinh viên, trước mắt quý vị là sự quay trở lại của tất cả đôi nam nữ tham dự phần thi trang phục dân tộc trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa ạ. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xong phần dự thi dân tộc của mình.